Xin chào mọi người đang xem kênh YouTube của xe đạp MV. Con xe Nhật Bản ngày hôm nay mà video này mình mang đến cho mọi người đó là con xe mang thương hiệu Scott. Dòng xe này nó có thương hiệu đến từ nước Mỹ và nó được sản xuất để xuất vào thị trường Nhật, cho nên là trên xe nó còn đầy đủ những tem đăng ký và đăng kiểm tại thị trường Nhật. Con xe này thì theo mình thấy và kinh nghiệm mình hiểu biết thì nó có cái đời khá là sâu, tức là nó trước năm 2000, chứ nó không phải những cái dòng xe đời mới sau này. Và cái dáng sườn của nó cũng khá là cổ điển. Về cái bộ chuyển động thì xe nó sử dụng đùi dĩa Shimano gồm có 3 tầng dĩa, đó là đùi dĩa nhôm. Ở phía sau thì nó sử dụng cái cu đề Shimano C101 và nó có 7 tầng lip. Cu đề này thì nó sẽ đi ngược so với cái cu đề thông thường. Một tí mình sẽ test thử cái phần cu đề là mọi người hiểu được cái nguyên lý của nó. Những cái chi tiết phụ tùng của xe này thì mình thấy là nó nguyên bản hoàn toàn. Con này nó chỉ có là cái phần màu sơn đã có tút lại rồi. Nhưng mà thật ra thì cái phần màu sơn này mình thấy nó cũng không có vấn đề gì. Tại vì bên mình làm tút lại cái màu sơn rất là tỉ mỉ, sử dụng rất là lâu. Ghi đông này thì nó là ghi đông gật gù và mọi người có thể điều chỉnh cho nó cao lên để nó gần lại với cái chỗ ngồi nếu mà sử dụng không có cảm thấy thích hợp cái xe. Về cái phần tay vặn thì con xe này nó có tay vặn thương hiệu Shimano. Và tay vặn này nó có báo số khá là lạ hơn so với những cái tay vặn thông thường. Vì con xe này thì cái đời của nó khá là lâu cho nên nó mới còn cái cặp tay vặn này thôi. Chứ những xe sau này đa số sử dụng tay bấm xả. Tay vặn này nó còn ngoại hình như vậy, tức là nó vẫn còn rất là đẹp và nó hoạt động rất là ổn. Phía trước khung này thì nó có cái logo thương hiệu Scott và nó có một vài cái ký hiệu như là ngôi sao với những cái sọc biểu tượng cho cái lá cờ của nước Mỹ. Về cấu tạo khung sườn thì cái con xe này nó có khung sườn là khung sườn nhôm và cái càng xe bằng thép. Để mình test và nói sâu hơn về cái nguyên lý hoạt động của cái cùi đề này cho mọi người xem. Thông thường thì những cái xe khác á, nếu mà sử dụng tay vặn như thế này, mình vặn á, thì nó sẽ lên lip. Nhưng mà cái này thì mình vặn như này, nó sẽ xuống lip. Mình vặn là nó sẽ xuống lip. Ngược lại, thì khi mà mọi người trả đẩy ngược về á, thì cái lip nó sẽ lên. Nó nguyên lý hoạt động ngược lại những cái thông thường. Đẩy ngược về là nó lên, mà cứ vặn là nó sẽ đi xuống lip nhỏ. Xe này nó có cái lip to nhất thì cái lip này nó sẽ kết hợp sử dụng với cái dĩa nhỏ nhất. Nếu mà mọi người sử dụng với cái mức độ đó thì mình đạp nó rất là nhẹ, sử dụng để leo đèo leo dốc. Và tất nhiên với cái mức độ đạp như vậy thì xe nó sẽ không có trớn nhiều. Ống đứng của con này mình đo nó gần 49 và ống ngang là 53, cho nên người dùng cao khoảng 1m65 trở lên thì sử dụng mới hợp. Mình nghĩ là 1m7 đi con này khá là đẹp. Tổng trọng lượng của nó là 13,78 kg, nó nặng gần 14 kg. Đây là ngoại hình ở phía bên còn lại. Bên đây thì màu sơn của con xe mình đã có làm lại, mình tút lại rồi sau đó mình phủ bóng lên luôn, cho nên là nó sẽ không có nhìn thấy được những cái vết trầy xước nào cả. Cơ bản thì con xe này nó zin toàn bộ những chi tiết phụ tùng, nó chỉ có cái màu sơn là không zin thôi. Cho nên là những ai mà không thích cái màu sơn tút lại, muốn zin từ đầu đến cuối thì mời mọi người xem tiếp cái video tiếp theo. Mình giới thiệu cái con xe Redway. Cái dòng xe Redway mà mình đang có thì nó nguyên zin nguyên bản toàn bộ. Mọi người mà thích nguyên zin thì cứ xem video đó, rồi biết đâu sẽ lựa chọn cho mình được một cái con xe thích hợp. Đến đây thì cũng đã kết thúc video. Nếu mọi người còn thắc mắc gì thì cứ alo cho mình. Số điện thoại có để ở góc màn hình. Hẹn gặp mọi người ở những video kế tiếp. Xe đạp MV chân thành cảm ơn.